Liệu bạn có phải là một người hướng nội? Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình như thế chưa? Mình thì chưa đâu, từ trước đến giờ mình cứ nghĩ mình là một người hướng ngoại cho đến khi có người chỉ thẳng mặt mình và nói: "Mày là người hướng nội." Wow, hay đấy và thế là mình đã phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân xem mình thực sự là một người hướng nội hay hướng ngoại hoặc thậm chí là hướng lung tung. Và cuối cùng mình nhận ra mình là một người hướng nội đúng nghĩa luôn mọi người ạ. À. Cụ thể chi tiết như nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một video khác. Còn hôm nay thì hãy cùng xem một ngày của người hướng nội sẽ như thế nào nhé. Bình thường buổi sáng mình hay bị ngủ dậy muộn nên là mình sẽ sẽ đi ăn bữa sáng với bữa trưa gộp luôn mọi hôm thì ăn cơm nhà đấy nhưng mà hôm nay ngựa ngựa quay video nên là sẽ đi ăn cơm sườn quán này là cơm sườn ở 60 lương khánh thiện trời ơi mình ăn ở đây mình thấy nó hợp khẩu vị mình dã man ấy 45 mươi một suất một suất thì sẽ có cơm sườn rau xào ca la thầu và một bát canh cái sườn ở đây người ta tẩm ướp rất là vừa vặn mình thấy không cần chấm thêm mắm đâu cũng ngon mình có gọi thêm thịt sườn riêng thì giá cũng là 45 k nhưng mà cái phần này nó có hơi đắt không mọi người tại vì trông nó cũng không khác gì so với cái phần thịt sườn trong cơm của mình ấy ok ăn trưa xong xuôi rồi lượn vài phòng phố cho tiêu cơm thì bây giờ mình sẽ phải đi cắt kính mọi người ạ à những người hướng nội như mình thì thường rất là lười thay đổi những cái thứ đã quen nhưng cái gì có thể lười chứ thay kính mắt thì cứ 6 tháng là mình lại đi kiểm tra và thay một lần mọi người ạ nay thì mình sẽ qua kính mắt koki bên này thì mình cũng mới biết thôi nhưng mà trông khá uy tín và đặc biệt là có nhiều mẫu mã để lựa chọn nữa đặc biệt là mình đang tìm mấy cái em kính mắt mèo bên này này trời ơi xinh xỉu đúng gu mình luôn má ơi nó đẹp sức sắc không biết nên chọn cái nào mọi người giúp mình xem là cái nào thì hợp với mặt mình với chứ cái nào mình cũng thấy nó đẹp là sao ta cơ mà không biết mọi người có phân biệt được từng cái mình đang đeo không nhở bởi vì mỗi cái nó sẽ là một dáng khác nhau đó mọi người trông nó na ná thôi thôi nhưng mà nó khác nhau đấy nhưng mà thôi chọn tới chọn lui thì cũng phải quyết định và cuối cùng là mình chọn em này tại vì mình thấy nó vừa đủ tất cả mọi thứ cho cái khuôn mặt của mình mình thích đeo kiểu gọng kim loại ấy trông nó sẽ thoáng mặt hơn chứ còn đeo gọng nhựa thì trông nó bí lắm xong xuôi thì mình sẽ đi vào đo mắt nè nhân viên bên này nhiệt tình lắm mọi người ạ từ cái khâu mà mình chọn kính thử kính xong rồi đến cái khâu đo mắt này trời ơi mọi thứ chú đáo lắm trộm ví là mắt mình không bị tăng phẩy nhiều nó vẫn giữ độ cận ổn định trong suốt mấy năm qua như thường lệ là đo mắt xong mình sẽ đi vào cái phòng thử kính để đeo một cái kính trông như là thầy bói Xong rồi thì sẽ ngồi nheo nheo mắt đọc mấy cái chữ từ xa này Cái này thì sẽ để test xem mình nên đeo trồng kính bao nhiêu thì phù hợp đó Mình thấy bên này khá hay có một cái mà không phải bên nào cũng có Đấy là cái bảng màu để test độ loạn này này May quá là mình không bị loạn Bên này thì có rất nhiều mức giá về tròng kính cho mọi người lựa chọn Nhưng mà mình đang tia cái em chồng có giá là 1360 này Bởi vì nghe nói nó sẽ mỏng hơn chồng bình thường từ 30 đến 35% loạn Đồng nghĩa với việc nó có tầm nhìn rộng hơn và mình đeo nó cũng sẽ nhẹ hơn Hiện tại thì bên Koki đang có rất là nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho tháng 5 Đặc biệt là với cái chồng kính đổi màu siêu tiện lợi dành cho mùa hè này. Vậy nha mọi người mà đang cần mua kính đo kính thì cứ qua cái kính mắt Koki này chỉ là bảy Hai Bà Trưng đảm bảo là cái gì cũng có. Còn giờ thì quay lại với câu chuyện một ngày của người hướng nội nào. Nay tự dưng bị thèm ăn mì chua cay mọi người ạ, mà đã nhắc đến mì chua cay thì ở Hải Phòng chỉ có đúng một quán thôi đấy là quán Dương ở năm sáu chợ con. Ở đây còn bán cả bún riêu nữa, bác nào mà không thích mì thì có thể thử bún riêu chứ còn mình là mình vẫn mãi mãi một niềm đam mê bất tận với mì chua cay. Một bát mì bò này thì có giá là bốn chục cũng khá là đầy đặn, nhiều thịt bò mà thịt bò mềm không bị dai. Nước dùng thì rõ vị chua cay, nhưng mà nếu để so sánh với mì chua cay ở trên Hà Nội mình đã từng ăn ấy thì ở trên Hà Nội có lẽ hợp khẩu vị mình hơn. Ở đây mình thấy không ngon nhưng mà cái vị của nó vẫn rất là dễ ăn Mình nghĩ là sẽ hợp khẩu vị với đại đa số mọi người đó Ở đây hình như chỉ bán đến tầm 8 giờ tối thôi Nên mọi người chú ý nhớ không qua muộn quá là lại hết đó Ok vậy là cũng xương xương một ngày của người hướng nội Nếu mọi người thích mình làm thêm về cái chủ đề này Thì có thể cho mình biết với nhé Mình sẽ tâm sự chia sẻ với mọi người những video sau Còn bây giờ thì bye bye